ngờ với cái công nghệ ở đây á. Tại vì trước khi tới đây á, chị cũng rất là hoang mang, không biết là liệu là bên em làm cũng vừa ý được chị không, giống như là được chị mong muốn hay không. Mà khi mà đúng là có hai sự khác biệt rõ ràng khi mà chị nhìn lại cái hình của chị trước đây và sau 7 tuần chị sử dụng và chị trải nghiệm công nghệ tại em á, thì chị thấy rất là hài lòng. Lúc trước á, là do chị cũng bỏ bê, do công việc bận rộn quá, chị cũng không có thời gian chăm sóc lại bản thân. Thì chị cứ nghĩ là thôi đợi khi nào mà nó da chị mình nó chạy xệ và nó lão hóa rồi nó tới cái lứa tuổi già già đi thì mình chăm sóc cũng được. Đó, chị thấy vài năm gần đây là da của chị nó xuống rất là nhiều luôn. Cái làn da của chị ấy, nó sạm mà nó kiểu như là nó bị đổ xuống á. Cái khuôn mặt của chị ấy, nó cứ tạo thành những cái nặng nặng ở đây đẹp, nó làm cho mình già đi rất là nhiều tuổi. Thì cũng may là có một chị bạn đồng nghiệp á, làm chung với chị, mà chị thấy chị thời gian gần đây chị giống như là chị lột xác vậy đó, chị trẻ ra từ 5 đến 10 tuổi. Nói chung là chị cũng rất là ngạc nhiên. Chị cũng hỏi thăm thì chị ấy cũng có nói là chị cũng có qua bên BB Thanh Mai để làm cái công nghệ đó, từ trẻ hóa da đó. Thì chị cũng nhờ chị ấy, thì chị cũng tìm hiểu và cũng mày mò nhiều lắm. Cũng qua bên em thì cũng nhờ nhân viên bên em tư vấn cho chị nè. Chứ thực ra cái ngày đầu chị cũng hoang mang lắm á. Liệu như nhiều khi có người thì làm được, có người thì làm không được. Tâm lý cũng không biết là biết mình có được như cái chị đồng nghiệp hay không. Rất là may mắn và mới có 7 tuần thôi là chị đã thấy thay đổi khác biệt rồi. Và chị hoàn toàn yên tâm rồi. Đặc biệt nha, khi mà là cái công nghệ này á, là chị thấy là không có đau buốt gì cả. Nói chung là nó không có xâm lấn gì về da thịt cả. Nhờ có vậy mà da của chị bữa nay khuôn mặt của chị nó vi lai lên này nè. Chị rất là tự tin luôn nè. Và nếu như các bạn muốn chăm sóc cho cái làn da đẹp khỏe từ bên trong, hơn 10 tuổi sao mà giấc ngủ chưa? Ngay lập tức. Mọi người hãy cùng đến với Thanh Mai, thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,